câu chuyện gặp ma mùa nước lũ. Quê mình ở Quảng Nam, chuyện này là do mẹ kể lại cho mình nghe. Tại vì hồi đó mình còn nhỏ lắm, cái xóm mà mình ở ngày xưa ma nhiều dữ lắm. Ngồi mà kể chuyện ma chắc cả ngày kể cũng không hết. Đó là những chuyện do hàng xóm kể lại. Nhưng mà riêng câu chuyện mình kể là do chính ba mẹ mình trực tiếp trải qua khi mà còn ở trong cái xóm đó. Nhưng mà sau này khu đó người ta giải tỏa, nhà mình bán đi đến chỗ khác sinh sống chứ không còn ở đó nữa. Miền Trung quê mình thì năm nào cũng có lũ lụt hết. Xóm của mình nằm ngay cổng chào phố cổ số 89 đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hội An. Và kế bên nhà mình là nhà chú Quang. Chú Quang khi đó còn độc thân, chưa có vợ con gì cả. Năm đó lũ dữ lắm, nước lên cao. Từ 7 giờ đến 8 giờ tối mà nước lên tới mức báo động 3 rồi. Do thềm nhà mình thấp nên khi nước lên mức đó thì nó chớm vào nhà rồi, tức là sắp tràn vào nhà. Do đó nên tối ngày hôm đó, ba mẹ mình dự định là sẽ di chuyển hai anh em mình đi lên nhà ngoại ở khu vực cao hơn để tránh lũ. Buổi chiều hôm đó, chú Quang có nói với ba mẹ mình là khi nào đi nhớ gọi chú Quang đi cùng để lên nhà ngoại mình ở ké tránh lũ, chờ nước rút thì về. Ba mẹ mình khi đó cũng đồng ý. Mẹ kể ngày hôm đó 8 giờ rưỡi tối, nước ở ngoài đường đã lên tới hơn đầu gối rồi. Ba mẹ mình mới sang kêu chú Quang. Mẹ mình la lớn: "Chú Quang ơi, đi nhanh đi, nước lên cao lắm rồi." Lúc này từ trong nhà chú Quang văng vẳng lên tiếng người đàn ông. Tiếng nó chậm chạp mà cứ vang vang sao ấy. "Ừ, ra liền." Lúc đó mẹ mình đứng ngay cửa nhà chú Quang. Xung quanh tối thui tối mịt. Ở trong nhà chú Quang cũng tối thui, cửa nhà chú Quang đóng kín. Do tối quá nên mẹ cũng không biết là khóa trong hay khóa ngoài. Khi đó thì ba mẹ mình nghĩ chắc chú Quang đang ở trong nhà làm gì đó. Ba mình thì cõng anh trai, còn mẹ thì cõng mình. Ba mẹ mình đứng đợi bên ngoài mà sốt ruột dữ lắm. Đợi mấy phút mà không thấy chú Quang ra, trong khi nước càng ngày càng lên cao. Mẹ mình mới la lớn lên: "Anh Quang ơi, nước lên cao quá rồi nè, tối rồi phải lội bộ chứ không có ghe đâu mà đi, nhanh lên cha nội ơi." Lúc này cũng lần nữa là tiếng chậm chậm vang vang trong nhà chú Quang vọng ra: "Ừ, ra liền." Đợi khoảng tầm 4-5 phút nữa không thấy chú Quang ra thì ba nói với mẹ mình gọi thêm lần nữa, nếu chú Quang không ra thì đi luôn, chứ để nước lên cao chắc khỏi đi. Mẹ mình cũng gọi lớn vào nhà dục chú Quang lần nữa, nhưng cũng lại là tiếng nói chậm chạp khoan thai đó. Lúc này ba mẹ mình nhìn nhau ớn ớn, giọng cứ vang vang như từ âm ti vọng về. Bình thường lúc bão lũ người ta gấp gáp lắm, đang làm gì cũng bỏ lại, chứ ai đời nào cứ chậm chậm như vậy. Ba mẹ cõng hai anh em mình đi một hơi luôn chứ không có chờ nữa. Khi cả nhà mình đi tới ngã tư Nhị Trân, chỗ đó nó cao ráo rồi, thì lúc này chú Quang đứng đó đang chờ ba mẹ mình. Thấy chú Quang thì ba mẹ mình thắc mắc là nãy giờ chú Quang ở đây, vậy thì vừa rồi ai ở trong nhà chú Quang mà trả lời. Xong ba mẹ mình cũng kể lại cho chú Quang nghe. Chú Quang nghe xong thì bảo: "Ủa, anh chị nói vậy là sao? Tôi ở đây chờ anh chị hồi trước 8 giờ tới giờ, cái cửa nhà tôi khóa ngoài rồi, chứ có ai đâu mà ở trong nhà để mà trả lời anh chị." Lúc mà nghe chú Quang nói vậy thì ba mẹ mình nổi hết da gà. Nhà chú Quang xưa giờ chỉ có chú ở một mình, vậy cái tiếng đó không phải là tiếng người, cộng thêm cái âm thanh vang vọng kiểu đó thì chỉ có thể là ma thôi. Cũng hên là lúc đó ba mẹ mình đi luôn, chứ mà đứng đợi thêm nữa mắc bị mắc kẹt trong dòng nước lũ luôn quá. Tầm 2 ngày sau thì nước gần hết, cả nhà mình và chú Quang dọn về. Khi mà dọn về thì phát hiện sự thật kinh hoàng. Mẹ nói phía trước nhà chú Quang nước rút gần hết, chỉ còn lại bùn non thôi. Còn phía sau nhà chú Quang là một cái mương lớn. Ở cái mương thì đất nó trũng cho nên nước chưa có rút hết. Lúc đó chú Quang cũng đi ra phía sau để dọn dẹp những thứ tạp nham do nước lũ cuốn vào. Bây giờ nước sau nhà chú Quang thì gần tới đầu gối.
Đang dọn dẹp như vậy thì chú Quang thấy chân vướng phải cái gì đó, nên chú lấy chân đá thì thấy mềm mềm. Lúc này nhìn xuống dòng nước thì có thấy gì đâu, nước đục ngầu toàn gác đến. Chú Quang mới thò tay xuống chụp vật đó kéo lên. Lúc kéo lên thì tá quả hồn bay phách lạc, vì lúc này là một cái xác. Xác này là của người con trai lớn kế bên nhà chú Quang. Lúc đó người con trai lớn khoảng 7-8 tuổi. Mẹ mình nói khi mà lục lên cao thì ba mẹ của cái nhà đó không có đi tránh lũ như nhà mình. Khi mà phát hiện cái xác như vậy thì chú Quang sững sờ. Tầm 30 giây sau thì chú mới lấy hết can đảm la lên. Ba mẹ mình gần đó mới chạy qua. Ba mẹ mình chạy qua nhìn cái xác còn thấy rụng rời. Cái xác cứng đơ, mắt trợn ngược, miệng thì há rộng ra, giống như muốn nói cái gì mà không nói được, nhìn vừa thương vừa sợ. Sau khi định thần lại thì chú Quang qua nhà ba mẹ của người con trai đó kêu qua nhận xác. Lúc mà nhìn thấy xác con mình thì bà mẹ bà lết thôi chứ không đi nổi nữa. Họ nói cũng đã báo công an rồi, vì cái người con trai đó đã mất tích 2 ngày nay, ngay ngày mà nước lũ lên cao. Thì tối hôm đó ba của người con trai đó mới kể lại mọi chuyện cho mọi người biết. Chuyện là hôm đó khoảng 7 giờ tối trước lúc nước lên cao, người con trai bị đau bụng nên cầm đèn cầy ra chỗ nhà vệ sinh gần với cái ao phía sau nhà chú Quang. Tầm 5 đến 10 phút sau không thấy con mình vào thì người ba mới đi ra chỗ nhà vệ sinh tìm con nhưng không thấy đâu cả. Lúc đó mọi người cũng chia nhau tìm nhưng bất lực. Vì lúc đó nước lũ lên cao rồi, tìm hoài cũng không thấy được. Từ sau vụ đó thì ba mẹ mình mới bắt đầu nghi ngờ là tiếng nói trong nhà chú Quang vọng ra là của người con trai đó. Tại vì khi còn sống thì người này hay sang nhà chú Quang chạy lên gác chơi lắm. Riêng về phần chú Quang thì sau khi xảy ra chuyện đó, chú không dám ở nhà đó một mình nữa, phải về nhà ba mẹ ở vài tháng trời mới quay về. Trong xóm mình khi đó cũng bàn tán ra vào dữ lắm. Hiện tại thì chuyện cũng đã lâu nên không còn ai nhắc lại nữa. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.